Mẫn Mẫn bắt đầu cuộc hành trình bày mưu tính kế để lôi nguyên cái em ốc bàn ủi này ra. Không biết là kết quả sẽ như thế nào, cả nhà nhớ chờ đón nghe. Thì tính tới thời điểm mà Mẫn làm chiếc clip này á, là cách đây 2 ngày trước Mẫn đã mua được 2 em ốc bàn ủi, một em size to, một em size nhỏ mini. Mẫn cũng có đọc comment nhiều bạn nói là cái con này nhìn nó không có giống con ốc bàn ủi lắm. Thì Mẫn cũng lên mạng sờ thử á, thì Mẫn thấy có tới 2 hình 2 loại khác nhau mà người ta cũng kêu là có ốc bàn ủi luôn. Cái con bự này Mẫn mua là 4 ký mấy nè, còn con nhỏ thì là 4 lạng mấy. Do nhà Mẫn là tiệm ốc Phan Tít nên có cái hồ để nuôi hải sản, trong mấy ngày mà chưa có mần mấy em thì Mẫn sẽ bỏ mấy em vô hồ cho mấy em sống trong đây. Và lướt lướt đọc comment á, thì được một anh chỉ là muốn lấy mấy em ốc này ra thì mình phải chuẩn bị một cái thao nước biển, sau đó thì mình sẽ vắt 2 cái cây thanh ngang qua rồi đặt úp cái em ốc này xuống á, rồi phơi ngoài nắng, em nóng quá em sẽ trườn ra kiếm nước biển thì em sẽ lòi nguyên cái người em ra đó. Cái bà ốc bự này nè, bà nằm ở trong cái vỏ, bà trườn ra không ai làm gì bà hết, tự nhiên cái bà tự giật mình là trời. Rồi thì Mẫn sẽ làm theo cái cách mà cái anh đã comment hướng dẫn á, không biết là có thành công hay không nữa, tại vì Mẫn cũng coi nhiều clip của các bạn mà phơi cái con ốc này nó không có chịu chui ra. Nhưng mà có tí xíu hy vọng rồi nè, trời ơi, mới phơi có khoảng đâu 5-10 phút gì thôi là cái em ốc này bắt đầu em trườn ra em kiếm nước biển rồi. Biên sao hôm nghe bên vựa nói là này là cuối mùa ốc bàn ủi rồi, giá 190.000 một ký, đừng đó mua 2 cái em này 5 ký mấy cũng mắc tiền lắm chứ bộ. Cái này là sau khi phơi được đâu khoảng 20-30 phút nè, cái em lớn em trườn ra rồi, mà cái em nhỏ em mắc cái đũa em không có trườn ra, bởi vì bà ngoại cô ca quyết định đựng cho em một cái chỗ riêng. Trời ơi, mong là tôi gặp may mắn nha trời. Này là được 30-40 phút rồi nè, em càng ngày em càng trườn nhiều ra, cái phần trắng nó càng lộ nhiều ra. Rồi mắc cái giống gì tự nhiên đang yên đang lành cái trời chuyển mưa là sao vậy? Còn hai em ốc của tôi làm sao? Tới lúc này là em trườn ra em chạm cái nước biển trong thao luôn mà không biết giờ lấy ra làm sao nữa. Cả nhà nhớ đón chờ kết quả ở clip sau nha.